so với ASEAN Paragames lần thứ 11 năm 2022 diễn ra tại Indonesia với 65 huy chương vàng, 62 huy chương bạc và 56 huy chương đồng. Thành tích của đoàn thể thao người khuyết tật Việt Nam, trong đó có những đóng góp to lớn của các huấn luyện viên, vận động viên thể thao người khuyết tật thành phố, đã duy trì được sự phát triển và hoàn thành xuất sắc chỉ tiêu tham dự đại hội. Với lực lượng đóng góp chiếm 53% lực lượng đoàn Việt Nam, các vận động viên thể thao người khuyết tật thành phố Hồ Chí Minh xuất sắc đóng góp 57 trong tổng số 66 huy chương vàng, chiếm 86% thành tích huy chương vàng của đoàn Việt Nam tại đại hội, cùng với 27 huy chương bạc và 44 huy chương đồng. Trong đó có các môn xuất sắc vượt chỉ tiêu là bơi lội, điền kinh và cử tạ. Đây là nhóm môn được triệu tập tập huấn quốc gia dài hạn tại các trung tâm huấn luyện thể thao quốc gia. Cụ thể, đội tuyển điền kinh thành phố Hồ Chí Minh đóng góp 19 huy chương vàng, 9 huy chương bạc và 9 huy chương đồng. Môn bơi đóng góp 24 huy chương vàng trong tổng số 28 huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam, 12 huy chương bạc và 18 huy chương đồng, phá 16 kỷ lục. Và môn cử tạ đóng góp 8 huy chương vàng, 2 huy chương bạc, 2 huy chương đồng, phá 2 kỷ lục. Những thành tích ấn tượng trên thể hiện rõ chủ trương đầu tư của các nhà quản lý khi triệu tập tập huấn ba môn thể thao này hướng đến Paralympics 2024 tại Paris. Nổi bật ở môn bơi của đoàn thể thao khuyết tật thành phố là hai kình ngư Bích Như khi đóng góp 5 huy chương vàng và vận động viên Danh Hòa với 7 huy chương vàng. Đội tuyển điền kinh Việt Nam cũng rất xuất sắc khi mang về tổng cộng 28 huy chương vàng, 18 huy chương bạc và 19 huy chương đồng. Đáng tiếc ở bộ môn này không còn được tính kỷ lục theo quy định của ban tổ chức. Trong đó các vận động viên của thành phố Nguyễn Thị Hải mang về 3 huy chương vàng, Võ Văn Tùng 3 huy chương vàng ở nội dung sở trường ném đẩy. Ở môn cử tạ, cả 4 vận động viên Lê Văn Công, Châu Hoàng Tuyết Loan, Đặng Thị Linh Phượng và Nguyễn Bình An đều mang về 2 tấm huy chương vàng ở nội dung cử đẩy theo hạng cân của mình và nội dung tổng cử. Bên cạnh đó, các môn có huy chương hoàn thành chỉ tiêu là cờ vua, bóng bàn, bokia và judo. Mặc dù không được tập huấn trước khi tham dự đại hội, nhưng bằng nỗ lực, các vận động viên thành phố cũng giành được những chiếc huy chương quý giá. Để động viên khích lệ tinh thần, các huấn luyện viên, vận động viên không ngừng nỗ lực vượt qua khó khăn mang lại thành tích cho thể thao thành phố. Sở Văn hóa và Thể thao đề xuất tài trợ trực tiếp cho các huấn luyện viên, vận động viên thuộc thành phố Hồ Chí Minh có thành tích xuất sắc tại đại hội với tổng giá trị tiền thưởng vận động viên từ nguồn xã hội hóa là gần 2,5 tỷ đồng. Cùng với 11 tỷ đồng tiền thưởng từ ngân sách nhà nước, các vận động viên, huấn luyện viên đạt thành tích xuất sắc nhận được mức thưởng là 62 triệu đồng cho huy chương vàng, 35 triệu đồng cho huy chương bạc và 28 triệu đồng cho huy chương đồng. Các huấn luyện viên, vận động viên không đạt huy chương nhưng tham dự đại hội với tinh thần quyết tâm cũng được động viên với mức thưởng hiện vật lẫn hiện kim xứng đáng. Con rất tự tin để hưởng tới cái Paralympic lần thứ tư trong sự nghiệp. Thì đấy là một sau hai kỳ liên tiếp con đã có được tổng huy chương vàng và tổng huy chương bạc, thì có hy vọng là mình sẽ cạnh tranh một trong ba tổng huy chương còn lại tại kỳ đại hội kế tiếp. Tôi rất là tự hào là một thành viên của đội tuyển Pararem Paralympic của thành phố. Tôi cũng đóng góp trong đó một phần nào cho đội tuyển, tôi rất là vinh dự. Hôm nay thì vui hơn tại vì nói chung là cả đội thì mọi người ai cũng rất là thành công á, là mỗi năm đi được có 3 cự ly thôi. Nhưng mà năm nay em sẽ được 7 cự ly, nhưng mà một cái cự ly hai cự ly tiếp sức và 5 cự ly cá nhân, thì 5 cự ly cá nhân của em đã đạt được cái sự mong muốn rất là ngoại ngục của em luôn. Em không ngờ tới luôn. Thành tích đứng thứ 3 toàn đoàn ở ASEAN Paragames 2023 là nỗ lực tuyệt vời của rất nhiều cá nhân, tập thể, là động lực để các vận động viên tiếp tục vươn xa. Thành tích của các vận động viên Việt Nam nói chung, các vận động viên thành phố Hồ Chí Minh nói riêng không chỉ dừng lại ở thứ hạng trên bục nhận thưởng hay trong khoảnh khắc chiến thắng, mà là kết quả từ hành trình dài vượt qua mọi rào cản trong luyện tập, thi đấu lẫn cuộc sống thường nhật, là nguồn cảm hứng cho xã hội về nghị lực, ý chí và quyết tâm chinh phục. Đây là những tấm gương sáng xứng đáng được tôn vinh và phải được xã hội quan tâm nhiều hơn. Thành phố Hồ Chí Minh tự hào khi có những vận động viên xuất sắc chứng minh hành trình đầy chông gai của họ một cách rực rỡ và đầy bản lĩnh ở một sân chơi thể thao trong khu vực.